sắp đầu hoa lư. Đội bóng huấn luyện Park Hang-seo có hai tiền vệ trẻ năng và cũng linh hoạt. Quy Hùng đã chơi rất hay trong trận lượt đi. Bên cạnh bàn thắng anh ghi được là một loạt những tình huống xoay sở khôn ngoan và phát phát sinh từ đối phương. Quy Hùng vào bàn. Nói chung anh Đức vẫn hay hơn là mấy thằng tiền đạo kia.